Hello anh em, và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nói đến Gragas Top. Tuy nhiên, nó không phải là cái lối chơi Gragas Top tank như lần trước tớ đã làm rồi, mà là Gragas Top Full AP. Các bạn là cái lối chơi này nó đang cực kỳ thịnh ở LPL cũng như là LCK bởi vì cái lượng sát thương khổng lồ mà nó đem lại cũng như là cái khống chế của chất tướng Gragas. Tuy nhiên là các bạn lại không hề thiếu đi cái độ trâu bò bởi vì cái lối lên đồ này nó sẽ có nhiều máu cũng như là có giáp và có kháng phép nếu các bạn cần thiết. Đó. Cụ thể lối lên đồ này nó phổ biến được là bởi vì cái món lưỡi hái bóng đêm, thay vì là có nhiều sát thương dồn ở cái nội tại thì bây giờ sức mạnh phép thuật được tăng thêm 10 và lượng máu cũng được tăng thêm 50, nó sẽ khiến cho Gragas trâu hơn rất là nhiều. Sau đó ấy, thì các bạn sẽ lên những cái món đồ phép thuật mà nó rẻ nhưng nó vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công, như kiểu đồng hồ cát hay là dây chuyền chữ thập. Nếu bạn thích nhiều hồi chiêu thì các bạn có thể lựa chọn cái động cơ vũ trụ thì nó có rất nhiều hồi chiêu và có cả máu nữa. Nếu bạn cần thêm sát thương thì chúng ta có thể chọn trượng hư vô cũng rất rẻ, hay là chọn song kiếm tay ương thì hơi đắt hơn một chút nhưng mà nó có lượng sát thương khá lớn luôn. Một điều nữa là bảng ngọc chúng ta sẽ cầm đó là thiên thạch bí ẩn, nó sẽ khiến cho khả năng đi đường của Gragas tốt hơn cực kỳ nhiều luôn. Trong video này thì các bạn sẽ thấy lý do tại sao Gragas đang là một trong những vị tướng top hot nhất ở tất cả các giải đấu vừa khởi tranh mùa xuân này. Nếu các bạn thích video thì nhớ like cũng như là đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo nhé. Một điều nữa là tớ livestream mỗi ngày lúc 21 giờ 21 phút trên YouTube và 23 giờ trên nimo.tv/aloda nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thấy không? Đấy là một quy không giữ không bấm gì nhá. Khó chịu không? Đau ấy chứ. Nói chung là tôi cứ có thiên thạch thôi, tôi lại ném. Ai đau hơn bạn ơi? Bạn chúng hai chiêu của tớ là quá đủ đau rồi. Ôi, cái gì đấy? Chiêu mà nó hết tốc độ sunset rồi. Nice, lấy được cái thuộc biến là đẹp. Hai thuộc biến rồi. Dạ, hết thuộc biến rồi. Telemit này. Chặn này, chặn này. Có gì không? Tôi tách chỗ á. Thôi vậy thôi. Có R. Mình còn trò Gragas Yasuo, trò kích điển thôi không? Má, biến hộ tôi gái. Không hiểu sao nó kiểu định dịch ăn con xe hay là chín kinh nghiệm con xe của tôi ấy. Qua thì đấy đâu vậy. Đau không? Đấy, không hiểu tại sao. Đấy lý do tại sao mà tôi lại nói cái trò Gragas AP nó rất là ung thư ấy. Bởi vì đấy là thùng rượu thường, không đợi mắc thời gian nữa. Khá là trâu. Em nó mất tốc biến. 4 giây. Ok. Sống. Nice. Cái đen chơi cam hèn. Ôi. Chơi cam hèn. Thế cái lúc mà tôi bị ức hiếp, 5 thằng nó lên top ấy, lúc đấy tôi khóc với ai? Các ông lúc đấy bảo tôi gà. Hay các tôi tưởng các bạn lại bảo là cái nên diễn viên thì đấy nó mới đúng chứ, lại bảo chơi cam hèn nghe nó lạ lạ. Chơi được Ori. Cái xa luôn. Hết kiện đen kìa.
tại nó búp khiến đen cho thằng đi hơi sớm. Clean như này, đánh buồn vậy lại. À, chứ không là con thủ đam. Quá. Cái này nó có R vào đấy à? Cái nên rồi phát flash nữa vào đi ở tháng. Flash đẹp. Nhớ kịp cả. Để giáo sư bằng kịp vào xong. Thế là vẫn không thể chịu được đam. Bắt nửa bình nó biết mình ở đây mà. Game 7-0-15. Nhận là con này snowball ghê. Mà đi lên nó khó thua. Chả làm được cái gì, đánh một hồi tôi lại hồi đầy máu. Khá thích để dễ dụ quá. Xong bát thì lê à? Cười. Gì đây ông? Sao ông lại úp đồng minh vào? Mãi nồi thật. Ông quay nó chém ông luôn rồi giờ chứ lại. Tài quá, chết rồi. Nó tôi nghĩ là nó sẽ không tỉnh kịp, choáng qua bát nó cũng lâu mà. Quả đấy thằng Kha'Zix thì thấy con Fira đứng lại chém là phải hiểu rồi. Nào nó hơi chậm. Quả đấy tôi nhìn thấy con Fira đứng lại chém mất, thế tôi không dám lao vào nữa.
chắc chắn là có rừng đó mà, rừng nó cũng cam top. Bắt buộc phải flash thì nó mới sống. Tới được này. Đúng thế. Cố quá, may vẫn tặng hình. Thì mình đánh thẳng mặt, chết thẳng. To lắm, tê lê ra đấy. Sao vào đấy con? Tôi ném là muốn ném vào Hecarim ạ, Hecarim né được. Phải phải Hecarim không né được. Meta kìa. Ở trong đấy cơ, hóa ra là hết rồi cậu. Được về đến vị thư vậy. Phát này đánh nguy hiểm. Thêm lên sớm như vậy. 50-50 làm gì? Đang kháng thì 50-50. Không hiểu tại sao có đang thắng nhá. Đang các bạn không bờ nên làm vậy. Để tôi, không để tôi.